tin về vùng áp thấp trên biển Đông. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, 13 giờ chiều nay 22 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,2 đến 13,2 độ Vĩ Bắc, 114,5 đến 115,5 độ Kinh Đông, cách đảo Sông Tử Tây khoảng 180 km về phía Bắc Đông Bắc. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15 đến 20 km một giờ và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Trên đất liền, do tác động của giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, nên khu vực tỉnh có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông, có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, đêm nay có mưa vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo, mây thay đổi, có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 23 tháng 9 năm 2021, mực nước cao nhất 379 cm xuất hiện lúc 3 giờ 15 phút, thấp nhất 130 cm xuất hiện lúc 21 giờ 15 phút.